Em xin kính chào toàn thể các bác các chú anh. Hôm nay em cùng các bác các chú các anh đi test kiểm tra về chất lượng đôi loa karaoke cũng như là về hình thức, chất lượng, giá thành, và hôm nay em sẽ test nó. Em sẽ test cả lời hát. Thì trước khi test thì em giới thiệu qua đây là model của con này này. Đây là đôi loa VK10. Công suất của đôi loa này là 500W một đôi này. Trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 95 dB, được chưa? Đấy. Độ nhạy 95. Sau đây em khui củ nó ra bên này rồi cho các bác nhìn cho nó dễ chú. Sau đó mới vào bản test luôn. Thì đây. Đôi loa đấy em đã khui củ nó ra đây cho các bác rồi, khui củ. Về đôi loa này thì hình thức thì rất là gọn gàng, đẹp. Gọn gàng, đẹp, chất. Tất tép còi thì sáng lắm. Sáng hay tơi không thì chút nữa em test cho các bác biết. Về phân tần. Đây, phân tần thiết kế thì một cho giải chung với giải con bát với con tép của nó đây. Như đây là phân tần đấy, quá ổn rồi. Quá ổn rồi chưa? Đấy, còn con củ kèn thì con củ kèn sâu khoảng 20, sâu 20. Nó nhiều ốc quậy, không tháo nữa. Quá nhiều ốc lục giác ở đây. 8 con ốc lục giác. Em không tháo. Cái củ kèn ở đây ạ. Đấy, củ kèn. Còn đây là con bát. Con bát của nó được thiết kế với lại một con bát 25. Một con bát 25. Con này là màng chống nước luôn. Màng chống nước được đấy. Màng chống nước, gân vải tẩm dầu. Bát 25. Dòng loa full này bao cho các bác đánh thoải mái, đánh xõa đi. Bát 25 này thôi nhưng nó là loa full. Nó những loa ngang, loa nằm không thể theo được nó các bạn. Loa nằm không thể theo được nó. Loa nằm thì không thể theo được. TB cái gì lâu đặc khó đặc lắm, đọc được 200W một củ này. Con còi là 50W nữa là 250, là một đôi 500W đúng rồi. Made in USA. Đấy. Đối với dòng loa này thì báo cáo quý vị là sau đây em sẽ test cho các bác. Mức giá của em nó là có mức giá là 6.900.000. 6.900.000 một đôi loa này. Với một đôi loa này thì báo cáo quý vị là về hình thức thì đặt trong căn phòng thì rất là đẹp. Đẹp sang trọng, các bác thích đặt dọc, đặt ngang, đặt thế nào cũng được. Đặc biệt là con này nhá, có thể treo lên này. Có thể các bác có thể treo ngang được đây. Đây, có giá treo ngang này. Và dưới nữa, dưới đáy có cọc, có lỗ cọc luôn, có lỗ cắm cọc để giá theo kiểu cọc. Sau đây mời các bác đến với bản test của đôi loa này, em sẽ test cho các bác một vài thể loại nhạc. Các bác. Đấy. Được chưa? Em đặt này là hơi gần thì nó sợ nó bát nó đánh mạnh vào nó rè điện thoại, rè mic. Đấy. Em mời các bác đến với bản test của đôi loa này luôn. Mời các bác. Mức giá của đôi loa này có mức giá là 6.900.000 thôi ạ. 6.900.000. Trong chiều nay,
Đoạn này mức giá là 6.9 triệu, 6.9 triệu thôi nhé, 6.9 triệu. Em sẽ chuyển sang dòng dòng nhạc trẻ trẻ khác thôi. Nhạc trẻ thì liên khúc các bạn nhé, em tìm liên khúc, em bẻ lên cho. Trước khi tìm liên khúc thì mời các bác vào nhạc không lời nhé. Chưa lo được đôi giờ đây anh đã có những thứ
không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh hay đây, sợ anh bước theo em sẽ đến đâu một đời. Vừa rồi là giọng của bạn Tết, em giới thiệu đến quý vị đôi đoàn karaoke. Đôi này có mức giá là 6 triệu 9 vừa báo giá quý vị rồi. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0911169961. Sau clip này em sẽ test một clip khác nữa, hát để chúng quý vị so sánh cái đôi loa này là xử lý các dòng nhạc như thế nào.